Vâng, xin chào toàn thể quý chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và tiếp tục hôm nay em Lợi cuối tuần lại về một cái chiếc xe Ford Ranger, em đánh giá cũng khá là xuất sắc đấy quý chị ạ. Xe sản xuất 2019, số sàn một cầu, máy dầu, một chủ từ đầu biến Hà Nội, mà đến bây giờ là 5 năm, chạy đúng 5 vạn mốt, mỗi năm chạy 1 vạn, lốp theo xe nguyên một dàn. Xe thì rất là đẹp, toàn bộ không đâm xô tai nạn ngập nước, cam kết zin. Xe này thì quý anh chị về sẵn đổ dầu vào chạy thôi. Toàn bộ xe thì lốp sơ cua gần chưa chạm đất này, lốp 5 vạn mốt, dày bịch theo xe, đồ chơi thì khá là nhiều, nắp thùng cao này, và có thêm cam 360 màn hình, ghế da zin theo xe. Với cái tầm tài chính 470 triệu có hỗ trợ trả góp ngân hàng, cho quý anh chị nào mà thích một cái chiếc xe chất, xe đẹp, Ford Ranger 2019 số sàn XLS, máy dầu một cầu. Và sau đây em sẽ quay vào từ phần nội ngoại thất cho quý chị xem nhé. Đây là cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe này, khất rất là đẹp đấy quý chị nhé. Đồng sơn được trang bị nước sơn màu vàng cát nhé, xe được lắp thêm nắp thùng cao này. Tất cả đồng sơn đèn pha mặt ca lăng rất sáng này. Xe được bác chủ lắp cam 360 đây. Anh em nhìn cái cam 360 phía trước này, hai cam lề này, và toàn bộ các cái phần mặt ca lăng ba đờ sốc này, rất là đẹp. Lốp lắp của chiếc xe còn khá là dày nhá, chất lốp 5 vạn mốt này, đát lốp đều 5 quả đều 2019 hết nhá, sắt xi khung gầm cực kỳ đẹp. Xe vừa lấy về chưa dọn giữ gì, quay mộc cho quý chị luôn. Hầu như xe này cũng chả phải sơn xi gì, xe chỉ rội nước lá về bán thôi. Em Lợi vừa lấy về quay mộc luôn. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần, và cũng kính chúc toàn thể anh chị em có một kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình, và kính chúc anh em nào có nhu cầu tìm xe sớm tìm cho mình những chiếc xe ưng ý và hài lòng nhất nhé. Và anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội nhé. Vâng, anh em nhìn cái đồng sơn này, nắp thùng cao được lắp thêm này, xe từ cản sau, đèn hậu đến cốp sau này, tem mác còn đầy đủ nhá. Xe full lịch sử tại hãng Ford Tây Mộ nhá. Camera lùi này, lốp sơ cua đây, anh em nhìn này, chưa có chạm đất nhá, vạch sơn còn nguyên này, khung gầm cầu ghét là còn sơn mới tính quang luôn. Riêng cây số là chuẩn 5 vạn mốt, không can thiệp chuẩn luôn. Anh em check test là động được, các bác cứ mang hãng mang thợ đến check test thoải mái. Bậc lên xuống đồng sơn nó còn bóng và rất là đẹp nhé. Từ các cái cánh cửa này còn nguyên zin, lốp 5 quả dày bịch luôn. Bác nào mà thích xe chất, xe đẹp thì quan tâm chiếc xe này nhé. Sau đây em sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý chị xem. Vâng, cái nội thất bên trong của chiếc xe đây nhá, anh em nhìn cột kèo top ly này, top ly cánh cửa này cực kỳ đẹp và mới nhá. Xe được bác chủ lắp bộ ghế da xịn sò luôn. Trần của chiếc xe là trần lý nguyên bản từ đầu, trải sàn da được lắp thêm này, tất cả các cái ốc ngàm khóa này, gioăng chống ồn này, nguyên zin hết. Toàn bộ các cái phần cột kèo đến tắp lô tắp ly này, hộp số từ sàn một cầu nhá, vô lăng tay lái trợ lực điện, màn hình này, cam hành trình cam 360 đầy đủ hết rồi. Xe bao zin bao đẹp, lòng trong sơn zin hết nhá. Đây toàn bộ các cái phần đeo chỉ tắp lô này, kính này, đều có số 9 nhá. Nội thất ghế này rất là mới và đẹp, vô lăng anh em nhìn này mới kính quang luôn. Audio của chiếc xe là 5 vạn mốt chuẩn nhá, 5 vạn mốt chuẩn này, sai một cây số tặng tiền của anh chị nhá. Chiếc xe mà bên em đã lựa chọn và đã cam kết thì chỉ khẳng định là chuẩn với quý anh chị thôi. Các bác cứ mang hãng thợ, mang hãng bất kỳ đơn vị thứ hai, thứ ba đến check test kiểm tra nhá. Sai đâu em Lợi chịu hoàn toàn trách nhiệm, bồi thường 50 triệu tiền đi lại cho quý anh chị. Anh em cứ mang đến mà kiểm tra ra đâm đụng tai nạn ngập nước sai cây số nhá, em Lợi chịu trách nhiệm cho quý anh chị. Giá thì đang chào bán là 470 triệu. Đó. Giá thì cũng gọi là giá đỉnh của chóp rồi. Đây, toàn bộ các cái phần cột kèo tóc lô tóc ly này, rất là đẹp. Xe nhập nguyên chiếc Thái Lan nhá. Đấy, tiền nào của đấy thôi. Xe đẹp thì không có rẻ đâu quý anh chị ạ. Mà xe rẻ thì chắc chắn là không có đẹp đâu.
anh em nào mà tìm mà cứ mơ ước tìm một cái chiếc xe đẹp mà rẻ, ngon bổ rẻ thì em đợi tìm suốt không ra được đâu ạ. Tại vì những người người ta đi ít, người ta cũng sót, người ta cũng không bán rẻ đâu. Và những người có xe bị đâm đụng tai nạn, chất lượng chạy nhiều kém thì họ mới bán rẻ, tại vì họ khai thác nó cơ bản là hết rồi, hết khấu hao thì người ta mới chấp nhận người ta bán rẻ theo. Đây, toàn bộ các cái phần hộp nhựa này, máy này, rất sáng và đẹp nhé. Cổ bô cổ xá của chiếc xe này rất là đẹp. Cabo này, đinh bấm đinh dập cabo này nguyên bản hết nhá, zin từng con ốc ở mặt máy nhá, và tất cả các cái phần đầu răng này, từng con nở này đều nguyên zin. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể anh chị em và các bạn một cái chiếc xe Ford Ranger đời 2019 số sàn, một cầu máy dầu màu vàng cát, giá đang chào bán là 470 triệu. Anh em nào quan tâm thì liên hệ với em Lợi nhé. Em Lợi xin chào, gặp lại quý chị các bạn.